Xin mến chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên trưa ngày hôm nay. Hôm nay là thứ tư, ngày 28 tháng 12 năm 2022, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi trưa ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Theo ghi nhận mới nhất ở thời điểm này thì giá vàng trên thị trường thế giới tiếp tục tăng nhẹ sau khi đã tăng mạnh trong phiên giao dịch đêm qua. Hiện tại đang đứng ở mức 1.814 đô la Mỹ trên một ounce. Với phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính từ thời điểm mở cửa phiên này cho đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 1.809,47 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1.814,38 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó thì chỉ số đồng đô la Mỹ tăng nhẹ trở lại với tỷ lệ tăng là 0,06%, giao dịch ở mức 104,222 điểm. Đối với thị trường tiền điện tử thì giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin cũng tăng nhẹ, giao dịch ở mức 16.700 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng nhẹ, giao dịch ở mức 3,849% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng thì giá dầu thô trong xuống giảm, giao dịch ở mức 79,611 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng hôm nay trên thị trường thế giới tăng khá nhanh trong bối cảnh đồng đô la Mỹ suy yếu và Trung Quốc mở cửa biên giới và dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp cách ly phòng dịch COVID-19 kể từ ngày 8 tháng 1 năm 2022. Giá vàng trên thị trường thế giới đêm qua 27 tháng 12 thấp hơn khoảng 0,6%, tương đương 11 đô la Mỹ trên một ounce so với đầu năm 2022. Vàng thế giới hiện tại quy đổi theo tỷ giá đô la Mỹ ngân hàng có giá khoảng 52,4 triệu đồng trên lượng. Như vậy là vẫn thấp hơn giá vàng miếng SJC tại chiều bán ra, rơi vào khoảng 14,8 triệu đồng trên lượng tính đến cuối giờ chiều phiên ngày 27 tháng 12. Giá vàng trên thị trường thế giới tăng khá nhanh trong bối cảnh đồng đô la Mỹ suy yếu và Trung Quốc công bố thông tin mở cửa biên giới và dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp cách ly phòng dịch COVID-19 kể từ ngày 8 tháng 1 năm 2022. Theo SCMP, quyết định này là bước đi cuối cùng của Trung Quốc trong việc hủy bỏ chính sách Zero Covid được nước này áp dụng trong suốt 3 năm qua. Một số chính quyền các địa phương chuẩn bị cho việc hạ cấp độ dịch COVID-19 xuống thành bệnh truyền nhiễm nhóm B. Điều này cũng đồng nghĩa với việc các cơ quan y tế chỉ cần áp dụng những biện pháp chữa trị và ngăn ngừa cần thiết để hạn chế dịch bệnh lây lan. Trước đó, giới đầu tư kỳ vọng sức cầu đối với vàng sẽ tăng mạnh mùa lễ Tết tại quốc gia tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới đó là Trung Quốc. Vàng tăng giá còn do đồng đô la Mỹ suy yếu khi mà những tuyên bố cứng rắn của quan chức cục dự trữ Mỹ Fed trước đó không còn thêm hỗ trợ cho đồng bạc xanh. Về mặt xu hướng của giá vàng thì nhiều chuyên gia đã dự báo vàng là một loại tài sản hấp dẫn trong năm tới, nhưng trước mắt chịu ảnh hưởng bởi một đồng đô la Mỹ mạnh. Theo đó, vàng có thể tăng trong một vài tuần sắp tới khi vào mùa cao điểm tiêu thụ vàng ở châu Á. Tuy nhiên thì sau đó vàng có thể chịu áp lực bán ở nửa đầu năm mới khi mà đồng đô la Mỹ treo cao theo đà tăng lãi suất của Fed. Ở chiều ngược lại, nhiều dự báo cho rằng vàng có thể tăng ngay trong nửa đầu năm mới. Theo đại diện quỹ Swiss Asia Capital cho rằng, nhiều ngân hàng trung ương có thể giảm tốc độ tăng lãi suất do lo ngại suy thoái. Điều này sẽ khiến vàng trở thành kênh đầu tư hấp dẫn hơn. Còn theo Elliott Wolterzer, nhận định giá vàng sẽ tăng ngay từ năm 2023 và kéo dài tới tận năm 2024. Vàng được dự báo sẽ sớm lên trên mức 2.000 đô la Mỹ trên một ounce. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, sau khi được điều chỉnh giảm mạnh tới 300.000 đồng trên lượng trong phiên giao dịch cuối ngày hôm qua, thì mở cửa phiên giao dịch ngày hôm nay lại được điều chỉnh tăng nhẹ trở lại. Hiện tại đang niêm yết trên hai thị trường Hà Nội và Đà Nẵng, mua vào mức 65,90 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 66,72 triệu đồng trên một lượng, tăng 100.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra. SJC niêm yết trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, mua vào mức 65,90 triệu đồng trên lượng và bán ra mức 66,70 triệu đồng trên một lượng, tăng 100.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán. Với công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận thì được điều chỉnh tăng mạnh, hiện tại tăng tới 300.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra áp dụng cho cả hai thành phố và hiện tại đang được mua vào ở mức 66,10 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 67 triệu đồng trên lượng. Mức giá này áp dụng cho cả hai khu vực Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước hiện tại, sau đây sẽ là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi trưa ngày hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.590.000, bán ra 6.670.000. Đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. Hiện tại được điều chỉnh tăng 100.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 10.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa hai chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang là 800.000 đồng trên lượng.
SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 6.590.000, bán ra 6.672.000, tăng 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 6.610.000, bán ra 6.700.000, tăng 30.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 6.565.000, bán ra 6.665.000, tăng nhẹ 5.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Phú Quý SJC mua vào 6.580.000, bán ra 6.670.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.580.000, bán ra 6.665.000. My Hồng SJC mua vào 6.600.000, bán ra 6.670.000, tăng 5.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 6.590.000, bán ra 6.660.000, tăng 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Ngân hàng SCB mua vào 6.590.000, bán ra 6.690.000, giảm 20.000 ở chiều mua vào, chiều bán ra không thay đổi. Ngân hàng TBank Gold mua vào 6.565.000, bán ra 6.665.000, tăng 5.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.590.000, bán ra 6.672.000, tăng 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Thời điểm này thì cũng được điều chỉnh tăng 100.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 10.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa hai chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 800.000 cho đến 820.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 6.590.000, bán ra 6.672.000. SJC Huế mua vào 6.587.000, bán ra 6.673.000. SJC Bình Phước mua vào 6.588.000, bán ra 6.672.000. SJC Biên Hòa Miền Tây và Quảng Ngãi mua vào 6.590.000, bán ra 6.670.000. SJC Long Xuyên mua vào 6.592.000, bán ra 6.675.000. SJC Bạc Liêu mua vào 6.590.000, bán ra 6.672.000. SJC Quy Nhơn, Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.588.000, bán ra 6.672.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Thời điểm này thì tăng nhẹ trong khoảng từ 41 cho đến 100.000 đồng trên lượng, hay là tăng trong khoảng 4.100 cho đến 10.000 đồng trên một chỉ tùy mỗi loại vàng. Và thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ mua vào 5.305.000, bán ra 5.405.000. Nhân bộ số 9 loại nửa chỉ mua vào 5.305.000, bán ra 5.415.000. Vàng 4 số 9 mua vào 5.295.000, bán ra 5.365.000, cùng tăng 10.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán ra với 3 loại vàng này. Vàng 24K mua vào 5.181.9.000, bán ra 5.311.9.000, tăng 9.900 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng 18K mua vào 3.839.2.000, bán ra 4.039.2.000, tăng 7.500 ở chiều vào và chiều bán. Vàng 14K mua vào 2.943.1.000, bán ra 3.143.1.000. Vàng 10K mua vào 2.052.4.000, bán ra 2.252.4.000. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng nhớ tích luôn vào quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.